Rồi, hello, xin chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay là em về được một số điện thoại giới thiệu cho mọi người nè. Thì em xin nhắc lại một lần nữa ha. Anh chị nào đang coi video này thì nếu mà mình chốt được máy nào mình ưng á, mình có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại của bên em nha mọi người. Đây số điện thoại bên em, một số điện thoại duy nhất này thôi, 0767347340. Một số điện thoại duy nhất này thôi nha quý vị. Bên em nếu mà mình không gọi trực tiếp thì mình có thể nhắn tin Zalo nha. Zalo của em cũng là một số này luôn. Thì đây cái kênh YouTube của em mọi người, thì ở trên tiêu đề video thì em đều có để cái thông tin số điện thoại của em nè. Rồi mình bấm vô phần mô tả là có đầy đủ rồi. Địa chỉ cửa hàng bên em là 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Mình cũng có thể chạy tới cửa hàng trực tiếp mình coi máy, nếu mà ưng thì mình thanh toán tiền, xách máy về, rồi chính sách bảo hành, rồi tài khoản ngân hàng của em. Nếu anh chị đặt cọc bằng thẻ tài khoản thì mình gọi trực tiếp cho em sẽ nhắn số tài khoản qua cho mình chuyển ha. Rồi bên em có nhiều hình thức mua hàng lắm, hình thức mua hàng tại cửa hàng nè, mình mua hàng ship code mọi người. Hình thức ship code thì bên em là ship code toàn quốc luôn nha, ở đâu em cũng ship, chỉ có địa chỉ ở Việt Nam là em ship hết nha, còn địa chỉ ở Lào, Campuchia hay là Ba Tàu gì bên em không có ship nha mọi người. Thì nếu mà mọi người ship code thì mình vui lòng đặt cọc trước với em 100.000 nha, tiền cọc sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy, và mua bán online thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mọi người là 30.000, khi giao hàng tới mọi người thanh toán thêm cho shipper 30.000 nữa nha mọi người. Mình có thể đặt cọc bằng thẻ cào điện thoại Viettel, Mobi, Vina, hoặc là mình chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng thì em sẽ nhắn thông tin tài khoản nếu mà mình chốt đơn ha mọi người ha. Rồi, không linh tinh nữa thì hôm nay sẽ giới thiệu một số cây cho mọi người luôn ha. Rồi, một cây mới thu được của khách nè mọi người. Mọi người thấy vậy không? Đây là hàng chổi chó, chó chết luôn á. Đây là cái điện thoại Okitel K7 Pro nha mọi người. Nó có hai bản, con này là bản Pro, con này mới chào đổi của khách luôn á. Đây, Okitel K7 Pro, con này có hình nó RAM 464 thôi, màn hình 6 inch, tỷ lệ 18:9. Camera cũng bình thường 13 chấm, cam trước 5 chấm, có nhận diện vân tay nha mọi người. Thì đó, khách qua trao đổi thì em sẽ có như vậy thì sẽ báo bán cho mọi người vậy luôn. Có nó ấp lưng với là khách có dán cái miếng cường lực rồi nha mọi người. Nhưng kiếm cường lực hơi chạy nè, đó, tại người ta xài nhiều quá nó hơi chạy đây nè. Nhưng mà tại vì cái con này kiếm cường lực không có đâu nên mọi người cứ để vậy xài ha. Gỡ ra mất công nó bể này nọ nữa. Nhưng mà được con này có mọi người biết cái gì không? Đây, cho mọi người coi. Dung lượng pin 10.000 mAh. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ luôn, máy nguyên zin full chức năng. Đầy đủ hết luôn. Con này bán chơi chơi cho mọi người thôi. Tại vì mấy cái dòng này em không có chuyên. Con này là nó chỉ bán online trên mấy cái trang thương mại điện tử như là Lazada hay là Shopee hay là Sen Đỏ cho mọi người. Em thấy giá đang báo nè. Okitel K7 Bluetooth nè, 3 triệu mấy, con người bán 4 triệu mấy nè. RAM 464 nha, pin siêu châu 10.000, nghe gọi nửa tháng luôn á. Con này nó có thêm cái tính năng là sạc dự phòng cho cái máy khác, nhưng mà hiện tại là khách qua bán á, họ không có đưa cái cáp OTG mọi người. Khi mình muốn sạc qua cho máy khác là mình phải có cáp OTG, mình cắm vô đây rồi mới sạc qua cho máy khác nha. Nếu mà anh chị mua thì anh chị lên mạng mua thêm cái cáp OTG á, thì sẽ sạc được. Còn nếu mà mình cắm trực tiếp vô thì không có sạc được nha mọi người. Đó, con này em mua của khách lại 1.9 triệu, tại hạn độc quá, 3 triệu mấy. Thì bây giờ em bán lại cho mọi người là 1.990.000, tặng kèm cho mọi người cái cáp sạc micro USB. Đó, pin 10.000 siêu châu nha quý vị. Cực kỳ châu luôn, nghe gọi nửa tháng luôn. Có tính năng sạc qua cho mấy khác luôn. Rồi hôm nay em sẽ về được một lô Samsung, em giới thiệu Samsung trước nha. Hôm nay Samsung em về được mấy cây em sẽ giới thiệu trước. Đây A10s. Máy này nó cũng ở lại hơi lâu rồi mọi người. RAM 2GB, 32GB, máy chính hãng Việt Nam nha, A10s. Chip B22, camera 13 chấm, camera trước 8 chấm, pin 4.000, máy full chức năng hết nha quý vị. Cảm ứng không lạng liệt, A10s pin 4.000. Đây. Ok hết. Full chức năng, loa liếc lớn luôn đó mọi người. Cảm ứng, loa, camera, TikTok, Facebook rồi bên em tải hết cho mọi người luôn. Hai sim nha mọi người, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, RAM 32, pin 4.000, giá đang bán 1.4 triệu. Rồi con này cũng mới thu lại của khách nè, trao đổi của khách nè mọi người. Samsung Galaxy S6 màn hình cong mọi người. Đó. S6 màn hình cong nha. Màn zin đẹp keng không ám mố nha mọi người. Cái màn không là đủ tiền rồi. Màn zin full chức năng, cảm ứng không lạng liệt nha quý vị. Men zin, màn zin. Mấy con Samsung đời này thì không ai sửa men nữa nha mọi người. Chỉ có màn bể hoặc là màn ám thôi. Con này màn zin đẹp keng không ám, không lưu ảnh luôn mọi người. Đó.
Galaxy S6 này, máy cũng full chức năng, đã tải sẵn một số ứng dụng cho mọi người luôn rồi ha. S6 này thì mã, cho dù con này là mã Việt Nam nha mọi người, con này là mã Việt Nam nè. Đó, 925F mã Việt Nam, không có app nhà mạng gì luôn nha mọi người. Đó. Đầy đủ hết ứng dụng cho mọi người luôn, không có app nhà mạng luôn. 925F, camera 16 chấm, camera trước 5 chấm, pin 2006. Con này màn hình cong 5.1 5.2 luôn, độ phân giải 2K luôn nha. Loa LED cực kỳ lớn mà nó chỉ có một SIM thôi nha mọi người. Tại vì cái đợt này Galaxy S6 bán ở Việt Nam nó chỉ có một SIM thôi. Một email một à. Đó. Full chức năng hết. Con này em đang bán cho mọi người là 1.450.000, tặng kèm cho mọi người cáp sạc S6 ẹt màn hình cong nha mọi người. Đó. Hay anh, bữa giờ anh chị nó kìm S7 ẹt thì hôm nay em có S6 ẹt màn hình cong nè. Giá rẻ 1.450.000. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu là S8 cho mọi người. Lúc mà không có S8 á, mọi người hỏi nhiều mà giờ có S8 thì mọi người lại không mua, em cũng không hiểu. Thì cứ lên lại cho mọi người thôi. Nếu mà anh chị nào coi video mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp bên em, hay số điện thoại bên em lúc nào cũng để công khai cho mọi người gọi hết ha. Samsung Galaxy S8 này, con này máy giá rẻ nè. Máy đẹp nha mọi người. Lưng đẹp, kính trước đẹp luôn. Khung viền có 98% luôn mọi người. Đó. Con này Galaxy S8 bản RAM 464 bản Mỹ, chip Snapdragon 835 luôn, camera 12.8 pin 3000. 835 thì nó chỉ có SIM thôi nha mọi người. S8 màn hình cong, bao mọi người là men zin, màn zin chưa qua sửa chữa luôn. Mã Mỹ không phải mã Mỹ đâu, con này mã Nhật đó mọi người. Đây, cái này là của Docomo này. Con này mã Nhật á, mã Nhật thì nó cũng chạy 835 luôn nha mọi người. Đó, full chức năng hết, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube là bên em đã cài sẵn hết luôn cho mọi người này. Loa lớn rồi mọi người thấy không? Quay video cực kỳ nét nha mọi người. Đây, video cho mọi người coi. Quay cực kỳ nét luôn nha. Galaxy 8 thì giá con này em đang bán là 1.900.000, tặng kèm cho mọi người ốp lưng với lại cáp sạc tai si. Rồi cho em để cái điện thoại qua đây, số điện thoại em ở đây nha. Đó. Rồi, Galaxy S8. Con này máy cỡ 95 96 thôi nhưng mà con này được cái màn đẹp hơn nha mọi người. Đây, RAM 464, con này mã hàng mọi người ơi. Này. 950N là mã hàng nha. Máy cũng full chức năng. Đây. Loa liếc rung đồ đầy đủ, cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Vuốt một phát một ăn luôn thấy không? Camera cũng 18.8 12 chấm, full chức năng, cũng con này mã hàng mà nó chưa có lên hai SIM nha, mã hàng mà nó chỉ có một SIM thôi. Con này thì có thể chạy lên hai SIM nha mọi người. Đó. Loa liếc vẫn ok hết. Đây, con này tại sao giá 1.900.000, để em quay cho mọi người rõ nha. Con này nó có lưu ảnh nha, nó có lưu ảnh này xíu. Đó, lưu ảnh từ phía dưới đây lên nè. Mà mình xài không ảnh hưởng hả mọi người, tại vì lưu ảnh là thường thường nó lưu với màu trắng thôi, còn nếu mà nền đen màu xanh gì nó ít thấy lắm mọi người. Đó, 1.900.000. Đây, còn con này màn đẹp nè, màn ok hơn nè. Đó, nó có lưu dưới đây phía xíu, nhiều khi em quay mọi người không thấy luôn, nó lưu ảnh ba phím đi hướng một chút xíu xíu thôi, còn tổng lại thể là màn đẹp nha mọi người, không cứng, không sọc, không đớm, không mụn gì hết nha. Galaxy S8 màn hình cong cực kỳ sexy luôn, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho mọi người là gồm có sạc cáp với lại ốp lưng, tại con này cường lực hơi mà không có nha mọi người. Đó, thì giá em đang bán là 2.300.000. Rồi tiếp theo hôm nay về Samsung Galaxy Note 9 nè. Galaxy Note 9 bản màu tím, mặt lưng đẹp nha mọi người. Đó, mặt lưng đẹp. Viền góc 95 96 97%. Đó, cái kính camera nó có hơi nứt một xíu nè, không biết mọi người thấy không đó. Nhưng mà chụp hình là không ảnh hưởng nha, mặt lưng trước đã dán BBF cho mọi người luôn. Galaxy Note 9. Đây, cho camera test trước cho mọi người nha. Tại thường nứt kính cam á, nó có thể bụi vô, nhưng mà con này em test thì ok hết. Để 4-5 ngày mọi người, xài vẫn bình thường. Video lé nét, X1, X2 là bình thường hết. Không có một vết tì hết nha mọi người. Galaxy Note 9. Bản con này là RAM 6GB, bộ trong 128GB nha mọi người. Màn hình 6.4 inch, độ phân giải 2K cũng màn hình cong luôn. Bút S Pen zin nhưng mà không phải bút theo máy nha. Cái bút theo máy màu tím mọi người. Còn này là cái bút màu đen. Đó. Vẫn full hết, xài bình thường. Tại cái dòng này cái bút màu, cái bút zin theo máy nó hơi hiếm mọi người. Khi mà người ta test á, người ta sẽ lấy hết bút ra rồi người ta nhét vô lại, nhét đại vô thì con này là bút màu đen nha. Đó, pin 4000, camera sau 12 chấm, vân tay, khuôn mặt đầy đủ. Con này có móng mắt luôn nha. Note 9 hay là S8 thì nó có thêm nhận diện móng mắt đó mọi người. Camera trước 8 chấm, pin 4000, chip Exynos 9810, con này mã hàng. Nhà mạng hàng nha quý vị. Ở đâu rồi ta? Cho quý vị coi. Không, con này nhà mạng hàng mà xóa hết app luôn rồi. Nhưng mà đã chạy lên hai SIM, hai email giống nhau, đa số là nhà mạng hàng nha mọi người.
full chức năng. Đây, test cảm ứng cho mọi người coi nha. Ok hết, không lạng liệt nha. Galaxy Note 9 giá rẻ cho mọi người trải nghiệm luôn. Ok hết, nói chung là vuốt đúng của nó mới được. Đó, rung đồ đầy đủ. Tình trạng này cái màn hình đó mọi người, từ phía trên xuống dưới đây là đẹp. Nó có lưu ảnh ở dưới đây nè, nó có ám hồng ba phím đi hướng chút xíu xíu vậy nè mọi người thấy không. Cái này có lưu đây nhẹ 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 xíu, xài không ảnh hưởng nha. Khi mọi người xem những cái ứng dụng bình thường vậy nè, nó nằm ở dưới đây nè, thì đa phần á là mình coi ở trên đây, mình mở rộng ra nha mọi người. Đó. Ở dưới đây mình không có, ở dưới đây là mình không có hiển thị tới ha. Đó, coi bình thường á, khi mình zoom ra thì nó hơi lu lu xíu ha, nhưng mà để ra coi bình thường. TikTok cũng vậy mọi người, Facebook cũng vậy, khi mình để ba phím đi hướng này thì đa số hiện tại bây giờ em cài cái nền đen á, em cài cái giao diện buổi tối hết rồi, giao diện đen thui lùi à. Đó. Nên đó, xài không ảnh hưởng gì hết. Khi mình coi TikTok này, vẫn bình thường luôn. Đó, màn có lu, không đớm, không sọc, không mụn nha mọi người, không bị đớm nha, không sọc màn hình nha. Bao mọi người là men zin, màn zin luôn. Dán BBF luôn, con này em sẽ tặng thêm cho mọi người ốp lưng. Giá con này em đang bán Note 9 giá 3.150.000, 3.150.000 tặng kèm cho mọi người cáp sạc ốp lưng. Không có con này thì có BBF đó. Rồi tiếp theo S9 là tới S9 lút, Note 9 thì tới S9 lút. Galaxy S9 lút mặt lưng đẹp keo mọi người, không một vết chày luôn nha. Đó, mặt trước đã dán BBF luôn rồi. À, mặt trước đã dán cường lực keo UV luôn quý vị. Sơ ghi nha, con này là keo UV nha, chứ không phải BBF nha. Đó, viền góc nha, nó có phẩy cỡ 96-97% thôi. Con này có ốp lưng với lại cường lực đã dán sẵn. Galaxy S9 Plus RAM 6GB, bộ trong 64GB, mã Việt Nam nha mọi người. Đây, mã Việt Nam, hai máy khác nhau luôn. Màn hình 6.2 inch, độ phân giải 2K, camera ghi chân 9 12.8, vẫn có nhận diện bóng mắt đầy đủ cho mọi người luôn. Máy full chức năng, màn đẹp nha mọi người. S9 Plus màn đẹp nha, màn không lu không ám nha. Nó có đây đây, S9 Plus màn đẹp, đẹp lắm. Nó đầy đủ chức năng, camera 8 chấm, 2 cam sao 12 chấm. Đây, đây vô TikTok cho mọi người coi luôn. La cực kỳ lớn, hai sim mã chính hãng Việt Nam, màn đẹp. Nói chung là giờ Samsung á, mấy cái màn hình công mà đa số là bán theo tình trạng màn thôi. Nếu mà màn lu thì giá nó rẻ rẻ xíu, còn màn mà đẹp á thì giá nó khác mọi người. Đó, S9 Plus này thì em đang bán giá là 3.600.000, mã VN nha mọi người, mã VN nha, mã VN, không phải bán hàng lên hai sim nha, 3.600.000. Rồi tiếp theo Z Flip cũng ở lại hơi lâu rồi, ra đi giùm em đi quý vị ơi. Galaxy Z Flip 256GB, máy đẹp keng 99.9% luôn, màn đẹp keng luôn, không một vết chày luôn, chưa ai sử dụng luôn mọi người. Tại con này là hàng not for sale á, là có thể là cái hàng này là hàng để đổi trả bảo hành hoặc là hàng để nó trưng bày trong hệ thống á, thì nó ghi là not for sale, nhưng mà giờ là email nó vẫn có, xài bình thường, lắp sim xài bình thường nha quý vị. Có email nha, đây có email lắp sim xài bình thường nha. Galaxy Z Flip RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB, máy full chức năng, màn hình gập nha mọi người. Đó, quay hoài chán quá, không có thì em cứ để em xài nghe gọi thôi. Đó, thì giá con này em đang bán là 7.300.000, tặng kèm cho 10 cáp sạc. Đó, 99.9% luôn. Nói chung con này anh chị qua nhà test đi, còn nếu mà giao đi thì mình cọc giùm em 200-300 gì cũng được nha. Tại vì cái hàng này giá trị nó hơn 5 triệu rồi, phí ship nó cao lắm, nhiều khi cứ phí ship một đầu cũng đang 100 mấy rồi. Nếu anh chị không lấy hàng, phí ship trả lại thêm 100 mấy nữa là em lỗ tiền ship luôn. Nên chị đặt cọc giúp em 200-300 gì nha. Rồi tiếp theo thấy mấy cây giá rẻ nha quý vị. Đó, Samsung hôm nay có 6-7 cây gì đó. Vivo Y71 hôm bữa đó đăng một lần rồi, bán cho anh khách xong, hôm nay anh xài xong rồi anh bán lại, thì mình vẫn thâu lại thôi, tại hàng có em bán ra thì em vẫn thâu lại nha mọi người. Đó, anh về anh dán keo trong nguyên con luôn rồi nè. Vivo Y71 gam 3, bộ trong 16. Con này là giờ máy cỏ nha mọi người, nó là máy cỏ rồi nha. Xài Facebook, Zalo, TikTok thôi nha, chứ chơi game không nổi nha quý vị. RAM 3GB, được cái RAM 3GB, chip Snapdragon 425, bộ nhớ trong 16GB, màn hình 6 inch, pin 3360, 2 SIM, Vivo, máy full chức năng. Đây, cảm ứng nè. Sơ ghi mọi người, má nó hiện cái này mới reset lại, nó hiện cái quỷ này mệt ghê. Đây, cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Đó. Nó cái này cái mui quậy ta. Đây, để ghê lại từ từ thôi nè. Nó mới reset lại, nó hiện cái thông báo hướng dẫn đó mọi người.
Đó, camera ok hết. Đó, cam trước cam sau đầy đủ, full chức năng nha mọi người. Đó, la liếc là ok luôn. Đúng rồi, âm thanh. Đó, la liếc ok, hai sim. Bấm lại nè. Hai sim, thẻ nhớ đầy đủ, găm 3 GB bộ nhớ trong 16 GB thôi, giá này vẫn vẫn như cũ luôn, 888.000 tặng kèm cáp sạc dây cường lực. Đó, hôm nay bọc keo con nguyên trong luôn. Keo trong nguyên con luôn rồi mọi người. Đó, và tiếp theo lại là hàng trao đổi. Vivo U10, máy nguyên zin, ngoại hình 97%, màu đen nha mọi người. U10. Mặt trước kính đẹp luôn. Con này là Vivo U10, màn hình 6,35 inch, RAM 4GB, 64GB pin, siêu trâu 5000 nè. 3 camera sau 13.8.2, 1 camera trước. Chip Snapdragon 665 AE là con này để boost hiệu năng chơi game đó mọi người. Camera trước 8 chấm, máy full chức năng, Vivo U10 nha quý vị. Chào đổi của khách thì sẽ lúc nào cũng có giá tốt đó mọi người. Đây, camera trước, camera sau đầy đủ. Con này thì em đã mới reset lại rồi, cài một số phần mềm anh chị không thích thì về mình cứ reset lại bình thường. Máy em ví dụ có tài khoản thì báo có tài khoản, còn nếu mà máy sạch thì báo máy sạch ha. Thả tim con quỷ mốt cái đơn hiện. Đó, Vivo 10 2 sim mã chính hãng, giá đang bán 1.750.000, tặng kèm cho 10 cáp sạc dán cường lực, gam 464 1750. Rồi anh chị nào mua hàng cứ gọi trực tiếp bên em ha, 0767 734 7340. Rồi Vivo hôm nay em còn cây nè. Nói chung hôm nay em quay theo thương hiệu đi cho dễ. Vivo mới về nè mọi người. Vivo S1 Pro máy nguyên zin, vỏ đẹp 98%, màu đen nha mọi người. S1 Pro màu đen 98%, mặt trước kính đẹp không chày, màn hình Super AMOLED đẹp keng, không ám ố gì luôn nha mọi người. Đó, cái màn ăn tiền, cái màn cực kỳ nét nha mọi người. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, chip Snapdragon 665, màn hình 6,38 inch, AMOLED vân tay trong màn hình luôn nha quý vị. Camera sau 48 chấm, camera trước 32 chấm, camera sau nó để hình hình kim cương nè mọi người, 4 cái, 48 chấm. Đó, Vivo S1 Pro vân tay trong màn hình. Máy full chức năng hết đây. Camera 48 chấm nè. Quá dữ, camera trước 32 chấm. Trời ơi, như em bé. Máy cũng cài đầy đủ phần mềm hết rồi. Máy con này đa số về là giờ em reset hết. Đó, đó, ok ha. À, hình như cái này là massage nè quý vị. Đó, cái này là massage. Đó, anh chị cứ coi TikTok vô cái TikTok này là nó sẽ giới thiệu massage nha quý vị nha. Đó, Vivo S1 Pro 98%, RAM 8GB, giá này mình bán là 2.900.000 sau ghi quý vị, 2.900.000 nha. Rồi, tới mấy con lẻ thì quay luôn. V Smart Line 4, bộ mắt option, bộ nhớ mắt option, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, vỏ đẹp keng 99,9%. Mặt trước kính đẹp luôn, con này em sẽ tặng cho mọi người cường lực. Con này sẽ cố gắng kiếm cường lực cho mọi người nha. Line 4, RAM 6, 64, chip 675. Thì con bữa em thâu là của khách giá rẻ, nhưng mà con này giá không rẻ nha quý vị. Tại vì con này là nhập là của cửa hàng. Camera 48 chấm, pin cũng siêu trâu 5000, sạc được 18W đó, nhưng mà sạc em tặng hiện tại bây giờ là chỉ có 15W thôi. Camera trước 13 chấm, máy chính hãng Việt Nam, full chức năng, mới reset lại luôn á. Anh chị thích thì về cứ reset, nếu mà không tin tưởng thì mình cứ reset. Còn nếu mà mình chưa tin tưởng nữa thì mình đừng mua, từ từ mình mua, mình coi video chừng nào mình thấy ok chốt đơn thì mua. Mua thì mình đặt cọc trước với em từ 100 tới 200 nha, tùy theo máy. Nếu mà máy giá rẻ rẻ này thì em sẽ lấy cọc 100 thôi, còn nếu mà dòng máy cao thì em sẽ lấy 200. Đó, là miếng lớn luôn. V Smart Line 4, RAM 6GB, 64GB, màu xanh nha. Màu này thấy cũng hơi hiếm mọi người, lần đầu tiên em bán trên kênh của em luôn á. Thì giá con này em đang bán là 2.350.000, tặng kèm cho mọi người cường lực với lại bộ sạc. Rồi tiếp theo, Nokia 5.3, mã chính hãng Việt Nam nha mọi người, 5.3. Nokia 5.3, RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB, cũng chip Snapdragon 665 luôn, màn hình 6,5 inch lớn nha mọi người. Màn hình đẹp sáng, không ám ố, pin 4000, camera 13.4, camera sau, nhận diện vân tay đầy đủ cho mọi người luôn. Camera trước 8 chấm, full chức năng nha.
cảm ứng nè. Ok hết. Nokia 5.3. Ok hết máy full chức năng. Camera nè. 13.5.5.3 chấm gì đó. Đó, camera trước đâu. Quay camera trước coi. Đây đây đây. Đầy đủ chức năng cho mọi người luôn ha. 5.3 máy 2 sim. Giá em đang bán là 1.6 triệu. Cổng sạc Type C tặng kèm thêm cho mọi người bộ sạc với lại dán cường lực sẵn rồi. Rồi tiếp theo, Huawei Nova Pay máy đẹp 98% nha mọi người. Huawei Nova Pay. Đó. Con này hôm bữa em báo giá lộn mọi người. Con này em nhập vô giá 1.750 rồi, không có bán giá 1.8 được, tặng kèm cho mọi người thêm bộ sạc nó là lỗ tiền. RAM 4GB, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Đó, máy đẹp 98%, Huawei Nova Pay, bộ nhớ cao 128GB. 2 SIM. Pin 3.300 4G, camera sau 16.2, camera trước 24. Con này 4 camera nha mọi người, hai trước hai sau, nhận diện vân tay khuôn mặt đầy đủ. Máy full chức năng, camera cũng đẹp, nói chung là tầm giá triệu mấy mấy con mà camera này chụp ok đó mọi người. Đó. Đầy đủ hết chỗ gì luôn. Đó, liếc ok luôn nha quý vị. Nova Bay. Nova Bay màn đẹp không ám mố. Giá con này hôm nay em đang bán là 1.850, 1.8 bán lỗ tiền mọi người ơi, sơ ghi nha. Nếu anh chị thầm bữa không chốt thì hôm nay em lên giá xíu. Nova Bay 1.850, máy đẹp 98%. Rồi hai cây còn lại nè. Xperia XZ Premium màu đỏ tươi. RAM 464835, màn hình 5.5 inch, độ phân giải 2K. Nói chung một con này xem phim ok á. Con này xem phim chấn động luôn quý vị. Pin con này 3.200, máy một sim mã Nhật. Full chức năng. Giá bán 2.2 triệu. Rồi LG V40. LG V40 màn zin đẹp keng không ám mố nha quý vị. Cái màn không đủ tiền không. Nói chung màn LG hiện tại giờ cỡ 1.5 triệu á. V40, V50 cỡ 1.5 triệu, 1.7 triệu mọi người. Được cái chip 845 màn 2K, camera 12.12.16, RAM 6GB, 64GB. Đó, máy cũng full chức năng. Loa lớn nha mọi người. Đó. Nhà mạng Mỹ, con này nhà mạng Mỹ AT&T một sim. Nói chung là xài full chức năng hết. Cam cực kỳ đẹp luôn, màn zin đẹp keng, không một vết lưu, không một vết ám, không một cái đốm mụn luôn nha mọi người. V40 mạng lành hơn V50 á. V50 thường mình xài đang xài thời gian nó bị sọc mạng á. V40 thì đó giờ em chưa thấy. Ví dụ mà do cứng á thì nó sọc thì mình không nói, còn nếu như đang xài mà nó sọc thì chỉ có V40 đã lành thôi. V50 nó hay bị sọc lắm. Thì giá đang bán là vẫn như cũ 2.6 triệu, tăng kèm cho mình cấp sạc. Rồi tiếp theo hôm nay giới thiệu luôn quý vị nè. Đồng hồ húp lót nha mọi người. Húp lót hàng phát ke, nó kêu là hàng ghép 1:1 nha, chứ thực tế con này không phải ghép 1:1 nha mọi người. Con này là hàng ghép 0.1 á, nhưng mà được cái con này là chạy cơ nha quý vị. Chạy bằng dây thiều, con này chạy bằng dây thiều nha, không chạy bằng pin nha. Đó. Mọi người mua húp lót lên Shopee 249 hay 225 gì đó. Còn con này chạy bằng dây thiều. Là khi sáng sớm mình ngủ dậy á, hoặc là 1 2 ngày á mình dặn cái dây thiều ngược lại con gái là nó chạy bình thường, không xài pin nha. Húp lót đeo vô tay cực kỳ sang luôn. Con này nó trước là hàng phát ke nha mọi người. Em thấy trên mạng nó đăng 2 triệu mấy 3 triệu nó cũng là hàng ngày luôn á. Nó thẳng là vậy á, con này em mua đeo nhưng mà được giá thì ra đi luôn. Đó. Đồng hồ húp lót phát ke đeo vô nó cũng sang hả quý vị ha. Đó. Không chạy pin nha. Con này nhà mình rửa tay xài bình thường. Đừng có giặt đồ với lại mình đừng có đi bơi nha quý vị. Mấy cái hàng phát ke này mọi người đi bơi là bơi luôn cái đồng hồ á. Nói chung mình rửa tay sơ sơ thì được. Đó. Mọi người thấy không? Nói chung là cái hàng Shopee hồi xưa em có mua một lần rồi. Shopee là cái đó, nó đóng thêm một cái miếng thép gì, miếng thiết vậy này nè, xong nó gắn pin vô, còn cái này là chạy cơ nha quý vị. Nhìn là ghiền luôn. Đó. Tay là bự bự như em á, xài ok, còn tay mà anh chị nhỏ quá thì thua nha. Con này tại em mua em xài nhưng mà được giá thì em ra đi thôi. Giá bán 990.000, 990.000. Đó, húp lót. Rồi ok. Hôm nay một video ngắn giới thiệu một số điện thoại bên em thôi. Anh chị nào mà chưa biết cách mua hàng thì cứ gọi trực tiếp số bên em sẽ hướng dẫn cho mọi người mua hàng ha, hoặc là mình chốt con nào cũng gọi trực tiếp bên em, nhắn Zalo cũng được, 0767347400, đó hai ba chỗ luôn, chỗ nào cũng có ha mọi người. Rồi bye bye mọi người.